Chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, tại cửa ngõ phía đông của tỉnh Điện Biên, đèo Pha Đin là ranh giới tự nhiên của hai tỉnh Điện Biên và Sơn La trên quốc lộ 6. Với nhiều khúc cua tay áo khuất tầm nhìn, một bên là vách núi đá cao dựng đứng, một bên là vực sâu. Đây là cung đường đèo dốc quanh co hiểm trở bậc nhất của tỉnh. Vào mùa mưa lũ, mặt đường trơn trượt lại thường xuyên xuất hiện sương mù làm giảm tầm nhìn, các phương tiện di chuyển khó khăn. Trạm Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh khu vực Tuần Giáo đã và đang triển khai nghiêm túc đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho người điều khiển phương tiện khi di chuyển qua tuyến đường đèo tiềm ẩn nhiều nguy hiểm này. Ca trực sớm của lực lượng cảnh sát giao thông thuộc trạm cảnh sát giao thông khu vực Tuần Giáo trên đèo Pha Đin bắt đầu từ thời điểm gần 5 giờ sáng. Tại khu vực chốt kiểm soát và điều tiết giao thông, sương mù dày đặc kèm theo những cơn mưa lớn. Trên mặt đường mưa ướt, trơn trượt và tầm nhìn rất hạn chế nên các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Tính mạng con người trên hết và xe cộ để chúng tôi đi đường đèo dốc này thì phải đảm bảo là phanh pháo này. Động cơ chúng tôi phải kiểm tra suốt hàng ngày lên trước khi lên đèo phanh phải kiểm tra này. Và đường sương mù thì chúng tôi không đi nhanh được, phải đi tốc độ đảm bảo chung giao thông cho phép. Và đầy đủ thực hiện đầy đủ các phương tiện như đã biển chỉ dẫn ở trên đường. Đối với cái đèn chiếu sáng thì anh đã thực hiện như nào ạ? Thì mình đã có đèn để đi sương mù và mình đèn chiếu sáng của mình đã đủ hệ thống đèn chiếu sáng và mình có cả đèn chiếu sáng để đi sương mù nữa. Theo kế hoạch, từ thời điểm nửa đêm đến sáng sớm, kiếp trực của cán bộ chiến sĩ trạm cảnh sát giao thông khu vực Tuần Giáo thường xuyên có mặt trên tuyến đường đèo, duy trì thực hiện công tác tuần tra kiểm soát dọc tuyến và tổ chức điều tiết, hướng dẫn, nhắc nhở trực tiếp những người điều khiển phương tiện luôn phải tuân thủ nguyên tắc đảm bảo duy trì khoảng cách an toàn giữa các phương tiện khi đang di chuyển, chủ động chấp hành nghiêm việc bật đèn chiếu sáng tầm thấp và di chuyển chậm với số thấp. Việc quan trọng nhất là phải kiểm tra mức độ an toàn của hệ thống phanh, độ mòn của các lốp trước khi khởi hành lên hay xuống đèo. Khi anh tham gia giao thông đi lên cái đường đèo này, anh phải chú ý đường này, đèo Pha Đin chiều dài, rất nguy hiểm. Khi anh đi, anh phải chú ý lên đèo thì anh phải đi đúng cái chiều đi của mình, đảm bảo tốc độ quy định, chú ý những xe ở trên đèo xuống. Vì cái trời này nó có sương mù nên cái tầm nhìn hạn chế. Đi phải bật đèn tín hiệu lên để cho những cái xe đi đối diện mình để người ta phát hiện ra mình. Và đi là phải hết sức chú ý những cái xe trên đèo xuống gặp đối diện nhé. Đi phải cẩn thận, đi chậm thôi, đi đúng cái tốc độ quy định thôi nhé. Bản thân tôi thì là một người lái xe thì tôi chuyên đi tuyến đường như thế này, đèo Pha Đin như thế này thì với tôi thì cảm thấy những cái tuyến đường như này rất là nguy hiểm. Thì hệ thống biển báo các thứ đây rất là đầy đủ. Và nếu là một người lái xe thì cũng là có kinh nghiệm thì giúp tôi đi những chuyến đường đèo như này thì là ta nên đi số thấp và kiểm tra phanh liên tục trong thời gian quá trình đi lại. Khi mà đi trong đường đèo dốc mà trời mưa thì như thế nào vậy? Ra phanh đều chân thôi chứ không nên thả nhanh quá và cũng không nên đánh lái ngọt ngào trong quá trình thả đèo dốc và ngọt ngào như này. Vào mùa mưa trên đèo Pha Đin đã từng xảy ra một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Có vụ xe bị lật ngửa do di chuyển trên đường trơn trượt và không làm chủ được tốc độ. Người điều khiển phương tiện vào cua không làm chủ được tốc độ, làm xe lao thẳng xuống rãnh thoát nước liền kề mặt đường. Khiến nhiều người bị thương, phương tiện bị hư hỏng nặng, chủ yếu là xe ô tô trọng tải lớn và xe vận chuyển hành khách. Nguyên nhân được xác định là do trời mưa, các phương tiện bị mất phanh. Trong khi di chuyển, lái xe không làm chủ tốc độ do chưa từng di chuyển qua tuyến đường đèo này. Ngay từ đầu mùa mưa năm nay, Trạm Cảnh sát Giao thông khu vực Tuần Giáo, Công an tỉnh Điện Biên đã bố trí lực lượng chốt chặn tại các điểm nút giao thông quan trọng, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các phương tiện khi lên xuống đèo. Đã không chỉ giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc có thể xảy ra mà còn góp phần nâng cao được ý thức, kỹ năng của những người điều khiển phương tiện giao thông. Đèo trên trời thì những xe pháo thì lúc nào cũng phải kiểm tra đầy đủ, phanh phước rồi đèn đóm khi sương mù là phải có bật đèn vàng biết để xe ngược chiều có khi là người ta đi để còn phát hiện xe ngược chiều. Bình thường mùa mưa thì chúng tôi đi lúc nào phải là đi an toàn và đi chậm. Khi mà lên đèo mà đường trơn trượt ấy
là lúc nào phải đi chậm lại và kiểm tra lốp ráp cũng là phải ngon lành. Đấy, thứ hai nữa là chính bạn khách trên xe thì lúc nào chúng tôi phải đảm bảo an toàn nhất để cho hành khách và cho là cả lái xe nữa và xe. Năm 2005, chính phủ đã ra quyết định đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến quốc lộ 6 lên Tây Bắc. Đoạn đèo Pha Đin dài 32 km được thi công từ năm 2006 đến năm 2009 thì hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuyến giao thông mới trên đèo Pha Đin có chiều dài giảm xuống còn 26 km, giảm hơn 1/3 khúc cua so với trước. Có nghĩa là toàn tuyến chỉ còn 60 khúc cua nguy hiểm, độ dốc hạ xuống 8%, mặt đường được mở rộng gấp đôi. Những khúc cua gấp, khúc cua tay áo hay nhiều khúc cua chữ Z đã được mở rộng. Dọc trên đèo Pha Đin, hệ thống biển báo, biển thông tin, đường lánh nạn khẩn cấp cũng đã được đầu tư nâng cấp khá đồng bộ. Hiện nay, các phương tiện di chuyển qua tuyến đường đèo Pha Đin thuộc địa phận tỉnh Điện Biên đã thuận lợi hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, mặc dù đã được cải tạo, nâng cấp và thường xuyên duy tu bảo dưỡng, song về cơ bản, tuyến đèo Pha Đin vẫn men theo sườn của các ngọn núi cao hiểm trở bậc nhất khu vực Tây Bắc. Thực hiện cái kế hoạch của Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát Giao thông về cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì Trạm Cảnh sát Giao thông Tuần giáo chúng tôi đã căn cứ vào cái tình hình trật tự an toàn giao thông hàng ngày để có những kế hoạch, phương án đảm bảo cho phù hợp. Cái tuyến đường đèo Pha Đin rất dài, quanh co, nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa này là thường xuyên xảy ra hiện tượng là sương mù rồi sạt lở đất, thì Trạm Cảnh sát Giao thông chúng tôi là đã tăng cường lực lượng và phương tiện tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dọc tuyến được đèo Pha Đin 24/24 giờ. Thứ nhất là phát hiện những cái điểm có sạt lở, nguy cơ sạt lở, những điểm tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông để nhắc nhở nhân dân là chấp hành nghiêm luật giao thông, đi chậm an toàn. Thứ hai là song song với việc tuyên truyền nhắc nhở là chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt nghiêm minh các trường hợp, các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Ví dụ như là nồng độ cồn, rồi thì phóng nhanh vượt ẩu, đi sai làn đường, chở hàng quá khổ, quá tải. Chính vì vậy, từ đầu năm đến nay, tuyến đường đèo Pha Đin tuy dài, nguy hiểm nhưng chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông nào cả. Nhân dân đi lại được an toàn, thông suốt. Trong quá trình điều tiết giao thông, trong cái khí hậu, thời gian nó khắc nghiệt, mưa lũ như thế này, đã có những đồng chí hy sinh. Đây là động lực, là tấm gương để cho cán bộ chiến sĩ chúng tôi không ngại quản ngại khó khăn vất vả, noi theo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo báo cáo của Trạm Cảnh sát Giao thông khu vực Tuần giáo, từ đầu năm 2020 đến nay, trên đoạn đường đèo Pha Đin thuộc địa phận tỉnh Điện Biên không có vụ tai nạn giao thông đáng tiếc nào xảy ra. Đây là tín hiệu đáng mừng. Với tinh thần không vì khó khăn nguy hiểm mà chùn bước và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi cán bộ chiến sĩ của Trạm Cảnh sát Giao thông khu vực Tuần giáo vẫn ngày đêm có mặt trên đoạn đường đèo Pha Đin để thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao để đảm bảo an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, quyết liệt triển khai Nghị định 100 của Chính phủ cùng với sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các lực lượng chức năng, nhất là đội Cảnh sát Giao thông khu vực thị xã Mường Lay thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên và đội Cảnh sát Giao thông thị xã, các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn thị xã Mường Lay đã giảm thiểu. Mỗi ngày, đội Cảnh sát Giao thông khu vực thị xã Mường Lay thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên tổ chức 2 đợt tuần tra kiểm soát lưu động trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý.
vừa tăng cường phát hiện, xử phạt hành chính các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, vừa thực hiện đo nồng độ cồn và tuyên truyền để người dân nắm được đầy đủ nội dung cơ bản Nghị định 100 của Chính phủ. Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp bằng những cái buổi công tác trực tiếp trên đường, triển khai những cái chuyên đề như đo nồng độ cồn và trên cái cung đường có đặt cái biển báo đo nồng độ cồn hai đầu, và bằng cái hình thức là tuyên truyền trực tiếp là bằng khi mà triển khai là bằng cái biện pháp là như anh em trực tiếp đi làm trên đường là đo trực tiếp luôn thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì thấy ý thức tham gia của người dân trên địa bàn thị xã Mường Lai đã thay đổi, khi mình sử dụng rượu bia mình không tham gia giao thông nữa, hoặc là có tham gia thì cũng ngồi sau không để người khác điều khiển, nhưng mình không trực tiếp điều khiển. Đối với Nghị định 100, các mức phạt đã cao hơn nhiều lần so với mức xử phạt trước kia. Đây được xem là liều thuốc tăng nặng để trị căn bệnh nhờn luật và ngăn chặn các hành vi vi phạm, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Cùng với sự vào cuộc tích cực đồng bộ của các lực lượng chức năng trên địa bàn thị xã đã tác động tích cực đến ý thức hành vi của những người điều khiển phương tiện giao thông. Đó chính là đã uống rượu bia thì không lái xe. Hơn nếu mà uống rượu bia xong rồi đi xe thì cảm thấy không an toàn cho bản thân mình với lại cộng đồng, xã hội. Nghị định 100 bây giờ thì đối với mà nói thì bây giờ thì uống rượu bia thì phạt rất là nặng nề. Lại bây giờ thì phải chấp hành luật giao thông thôi. Riêng bản thân tôi này là khi đã là ngồi lên xe là tôi không uống rượu bia và cũng rất chi là tham gia tích cực là nói tuyên truyền với lại bạn bè và gia đình là cũng chấp hành tốt về cái nghị định này. Triển khai Nghị định 100 trên địa bàn, mục tiêu quan trọng nhất mà lực lượng cảnh sát giao thông công an thị xã Mường Lai hướng tới không phải là phát hiện, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm, mà chính là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm giảm thiểu các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, nhất là tình trạng sử dụng rượu bia trong quá trình điều khiển phương tiện trên các tuyến giao thông của người dân. Khai Nghị định 100, chúng tôi đã triển khai đồng bộ cho anh em gia quân là sử dụng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Chúng tôi đã kiểm tra một số trường hợp đã nhắc nhở người điều khiển uống rượu bia khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Sau hơn 10 tháng triển khai thực hiện, Nghị định số 100 của Chính phủ tại thị xã Mường Lai đã được cụ thể hóa bằng chính ý thức tham gia giao thông của người dân trên địa bàn. Khi bạn lái xe, hãy làm theo các bước an toàn sau và giúp cứu mạng người. Con số thực tế đã chứng minh dây an toàn có thể cứu mạng người. Mọi người luôn phải thắt dây an toàn. Những người không thắt dây an toàn sẽ gây nguy hiểm cho chính họ và những người khác. Khi va chạm, họ có thể bị ngã văng trong xe và bị chấn thương nghiêm trọng. Đảm bảo trẻ em được thắt dây an toàn trong ghế chuyên dụng, thiết kế phù hợp với chiều cao, cân nặng của trẻ. Và không để trẻ nhỏ ngồi ở ghế trước. Khi đi bộ, hãy làm theo các bước an toàn sau và giúp cứu mạng người. Người lái xe hay người đi bộ đều có trách nhiệm giữ an toàn cho bản thân và cho mọi người. Công cụ đảm bảo an toàn tốt nhất chính là đôi tai và đôi mắt của bạn. Tránh sử dụng thiết bị điện tử gây sao nhãng sự chú ý của bạn. Đi bộ trên vỉa hè, nếu không có vỉa hè, hãy đi bộ sát mép đường tại điểm sang đường dành cho người đi bộ. Dừng lại, quan sát cả hai hướng, lắng nghe và sau đó sang đường. Đảm bảo chạy đúng tốc độ quy định để bảo vệ bản thân và mọi người. Giảm tốc độ ở những khu vực nguy hiểm như đường giao nhau, khúc ngoặt gấp và trước tín hiệu đèn giao thông. Chú ý người đi bộ và người đi xe đạp. Đến đây, chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.